Thật sự thì hồi sớm giờ thì con với lại chị ở đây thì đã tập rất là nhiều, nhưng mà thật sự để hát để cúng dường tặng cho quý giáo thọ và cũng giống như là tặng cho toàn thể chư huynh đệ. Nhưng mà bây giờ thì không có quý giáo thọ thì tụi con xin hát luôn. Bài tụi con xin hát tiếp theo đó là bài Đường Xưa Hoa Nở của làng Mai. Dạ, A Di Đà Phật. Hôm nay con về vườn muôn giấc thơ, muôn giấc thơ do mắt trong con ôm tròn đất trời, ôm tròn đất trời đôi mắt thầy tựa nắng ấm, tựa nắng ấm con đường xanh hoa cười với người, hoa cười với người từ ngàn xưa thầy đưa lối lang thang chốn hoang vu bơ vơ giữa muôn vàn gian khó, bước tới thông dòng tay con trong tay thầy, bàn tay bé đưa thiên nguyện tiếp nối. Hôm nay con về rừng trạm nghiến đó, rừng trạm nghiến đó nắng ấm, tựa nắng ấm con đường xanh hoa cười với người từ ngàn xưa thầy đưa lối con đi về thôi, con không còn lang thang chốn hoang vu bơ vơ giữa muôn vàng gian khó, bước tới tay con trong tay thầy, bàn tay bé đưa thiên nguyện tiếp nối. Hôm nay con về vườn muôn sắc thơm, vườn muôn sắc thơm gió mát trong con ôm tròn đất trời, ôm tròn đất trời đôi mắt thầy tựa nắng ấm, đôi mắt thầy tựa